Chào các bạn, thì đây là cây Go Piano 61P. Thì cây này nó là một cây piano dạng để di chuyển nha các bạn. Thằng này sử dụng pin luôn, pin nó là 6 cục pin tiểu ha. Thì nó thiết kế như thế này, đại khái là như này, 6 mẫu phím. À, phím thằng này rất là nặng nha các bạn. Phím nó sẽ cảm giác mình đánh nó nặng cả phím piano luôn á, piano điện bình thường luôn ấy. Ở đây thì nó có những cái chức năng gì? Đây là chức năng volume nè, chúng ta sử dụng bằng cách dí vào đó, nó sẽ cộng 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 cái này, volume cộng trừ đấy. Đây là nút reverb, son, metronome, octa, nó có thể di chuyển octa trên octa xuống nè, nó có thể cộng lên xuống, bật phát, ghi âm nè, cộng trừ để hiệu chỉnh nè, nút home nè, piano, piano này tầm khoảng 10 tiếng, còn tiếng piano điện là tầm khoảng 7 tiếng hay sao đó. Còn mấy tiếng này các bạn có thể vọc vạch, này là piano nhà thờ, cái này là tiếng nhà thờ, tiếng nhà thờ. Còn này là vôi, vôi trong đây nó có cả trống nữa các bạn. À, thì cái này nó sẽ hỗ trợ chúng ta có pedal nữa này, và có cả bluetooth này. Các bạn nhìn cái góc này nè, chúng ta nhìn chiều kỹ kỹ này sẽ có bluetooth. Bluetooth này thì để chúng ta kết nối với cây piano bạc này hai để chúng ta hiệu chỉnh nhé, cho nó nhanh hơn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình review cho các bạn nghe cái âm thanh thằng này thử nha. Thì cái dòng này các bạn có thể thay thế những cái dòng piano điện cũ này, các bạn có thể mua cái này để chúng ta có thể di chuyển dễ dàng này, và chúng ta tập á, tại vì cái phím này rất là nặng nha, các bạn nào mới tập cái phím rất là nặng ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử demo vài tiếng để thông dụng nhất để cho các bạn có thể tham khảo. Đây là tiếng piano nha. Sẽ thử cái tiếng trống cho các bạn nghe nha. Số chức năng cơ bản thôi, thì ngoài ra nó còn kết nối được cả với piano bạc hai để chúng ta hiệu chỉnh tùm lum tà la nó luôn. Nó có cả cái riff nữa, ở chúng ta kết nối với piano bạc hai thì nó có cái riff của chúng ta luôn. À, cái này thì nó sẽ thay thế những cái cây đàn piano điện cũ là nó cực kỳ tốt luôn, rất là ngon đó. Cái cây này thì các bạn có tham khảo giá thì mình để đường link ở dưới phần bình luận ha. Các bạn có thể xuống dưới các bạn xem.